Hello mọi người nha, ngày hôm nay tôi sẽ đưa con cháu tôi làm video nha. Bây giờ tôi lừa quá mọi người ơi, cho nên bây giờ tôi sẽ đưa con cháu tôi làm video nha. Nếu mà mọi người thấy nó làm video không hay, mọi người cứ bình luận phía dưới nha. Rồi, video này không đạt được 100 like là bị tịch thu điện thoại nha. Rồi, làm nha mọi người ơi. Đó, nếu mọi người thấy nó như nào, mọi người bình luận nha. Ok, giờ mình làm gì các bạn? Cái gì đây? Nè. Làm sao thế quá, đi lúc nào ở đây. Bây giờ mình đi đâu đây các bạn? Mình biết đi đâu á. Bây giờ mình đi chơi tiệc trò chơi đi. Ở đâu ta? Ở đây. Trong đây có gì nè? Sự kiện gì ta? Không biết nữa. Mình sẽ vô đây chơi. Ê, cha, bấm nhầm. Ủa, bấm gì trời? Bấm, ok, ra rồi. Ủa, bị gì vậy? Ở đây vô. Ủa, phải đâu đây? Rồi, bây giờ mình sẽ chơi. Mình sẽ lấy chất bộ cấp 1 cho các bạn xem. Lâu thế. Chờ nửa tiếng. Ồ, map đây mà chết chết. Map đây chắc mình lấy tấm 1 luôn á. Rồi mình sẽ lấy tấm 1 cho các bạn xem. Bởi vì ta có một đây rồi. À, rớt rồi. Ơ gì bị lát. Mình bị đơ đơ. Vì sao ta? Ơi chết mẹ. Ok, chết luôn. Mình bị gì rồi? Mình bị lát rồi. Ok, chạy được rồi này các bạn. Chúng mình lấy tập 1. Ủa, chết hết tập 1. Chết, thua luôn. Thua rồi. Thua rồi các bạn. Bạn tin mình sống được không? À, ok. Yeah, vẫn còn sống, vẫn còn sống. Hay không, thấy mình hay không các bạn? Mình lấy top 1 từ dưới lên trên luôn. Hay quá luôn. Lại là vòng đua số 1. Chắc chắn là bây giờ mình sẽ lấy top 1 tiếp. Coi nè các bạn, coi nè, mình mới hack xong. Mới đó. Đấy, mình đang dẫn đầu luôn. Coi mình hay không. Chết che, có hai bạn dẫn trước mình rồi. Cái này mình không lấy top 1 á. Top 2, no. Cái gì vậy? Top 2 trước mặt mà rớt. Trời ơi, đang lấy top 2 rồi. Trời ơi. Rồi, ok chứ sao vậy? Thấy các bạn mình chơi hay không? Mình đâu có chết luôn đâu. Các bạn thấy mình chơi hay hơn anh Ban thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh nhé.
Cái này mình chơi sao ta? Rồi mình chơi nha các bạn. Xin lỗi. Cái này khó quá, không biết chơi á. Xin lỗi. Ôi dồi ôi. Nhảy sao ta? Nhảy. Ui. Nhảy. À rồi. Win đi. Đừng cho mình thua nhé. Mình còn chắc mình còn sống á. Nhìn là biết thắng không? Thấy gì chưa? Thấy chưa? Thấy mình chưa? Hay chưa? Hôm nay mình lấy cái tập 1 luôn. Nãy giờ mình không thấy tập gì không? Tập tào lao mà. Mình chơi MC không có quen. Mình chơi khó di chuyển, không có quen gì hết à. Mình chào các bạn nha. Chào đâu ta? Chào đâu? Chào cái nào ạ? Không phải đây đâu. Đây à? Cũng phải. Chào đâu? Chào nào nào? Không có không? À có cái đây nè. Chào. Chào. Nó mấy người kia nhảy lâu quá. Mình nhảy sớm nhất mà. Chào. Vòng này tôi sẽ thắng. Vòng này hơi khó nhỉ. Vòng này có thể mình đi lúc nào, bất kỳ lúc nào. Cái này mình chơi không quen, mình chơi chết biết bao nhiêu lần. Ôi dồi. Còn sống rồi. Ui hay quá. Mày. Ui mày quá. Ý. Trời ơi mình bị gì vậy? Mình sẽ cẩn thận chứ mình không như mấy bạn trước đâu. Mình khá là sợ. Ôi thằng bảy kìa. Nhanh thế. Bạn trước tí đi. No. Thua rồi. Bye. Chào biệt các bạn. Cái gì vậy? Ao hả? Sao nó quay đây ta? Chắc mình chưa ao, đợi mất ao. Ao đâu ta? Ao đây. Ok. It's ao. Chơi tiếp một ván nữa nha các bạn. Mình chơi cho này mình lấy chấp một được thì thôi. Chiền bơm thì mình không biết chứ. Chơi chắc là mình thắng á.
bùm bùm bùm. Ngồi mình nè, mình chỉ đứng vô góc là không có ai thấy hết. Nãy giờ đang quay em rồi. Nãy giờ không biết mọi người bấm like cho nó chưa ta. Nãy giờ mình kêu mọi người bấm like chưa. Ok, chắc không ai thấy tôi đâu. Tôi là bức tường, tôi là bức tường, tôi là bức tường, tôi là bức tường. No, oh, cái gì vậy? Đây, trời ơi, bị gì vậy? Xong rồi, tiêu rồi. Chơi thêm một ván tiếp đi. Chơi một ván nữa đi. Ván này mình bị gì đó các bạn? Mình tưởng không trúng thì là trúng không trúng. Có biết bao nhiêu người mà chỉ cần trúng một người. Chết. Mấy cái ram này thì hơi khó nhỉ. Mình sẽ lấy cái tập 1 nha. Mình sẽ lấy cái tập 1 nha. Cho các bạn coi. Ui, ui, lấy. No, no. Không, mình không muốn chết đâu. Này vậy, trời. Mấy người kia lên trước hết rồi. Ok, về kịp. Muốn đi này luôn. Mình nghĩ trong này đi nhanh hơn. Ô, có người hạ không kìa. Ô, ô, gì vậy? Ô, quay quái gì các bạn? Nhưng nó giác một cái đúng. Nhảy gì vậy? Bạn ở trước chém mình. Úi, ngu luôn rồi. Úi, thua. Mình chắc thua quá. Úi rồi. Thua nữa. Buồn quá. Mình đi kiếm cái khác chơi vậy. Mình sẽ kiếm cái gì đó chơi. Mình buồn. Mình là biết. Mình không biết chơi cái gì hết. Ồ, cái mặt gì nè, lẹ nhất. Trong đây có cái kiếm nè. Kiếm đẹp vậy. Chém. Chém cây dừa thử. Mình có cái gì nè. Ồ, cái gì mới. Biết là gì vậy. Bây giờ mình sẽ cầm cái kiếm đây. Mình đi chém mọi người nha. Đây có một bạn nó im nè. Bây giờ mình chuẩn bị sẽ chém nè. Chém. Đi kiếm bạn khác đi. Bạn này được im chán quá. Ơi, có cái chỗ làm pizza này. Để mình đi làm pizza nha. Ủa, đâu phải bán pizza đâu. Đây là chỗ sửa chữa mà. Gì là sao? Bán gì? Bán có hoặc là. Không, mình không bán. Ông làm gì tôi. Tôi không bán, tôi chém ông luôn nè. Con nào tôi chém ông luôn á. Tôi không bán ông, tôi con nào chém ông luôn. Cầu ké mùa gì bán gì. Mùa cần cầu ké. Nhìn thấy cần câu cỡ hơi trong vợ. Ôi, có mình có con cầu đó mà. Cái con cầu đó đẹp á. Phải lô mà. Ôi, có một cái cần câu gì xịn nhất. Cần cái đây. Có cần cầu đó không ta? Ừ, hình như không có rồi các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ đi câu ké kiếm. Ké siêu to khổng lồ. Mà mình làm biến câu á. Mình đi kiếm cái hát chơi. Xì đi. Ôi, có cái gì đây nè. Ở đây có cái gì nè.
cả bánh chè qua thử. Wow. Ồ, cái gì đây? Chơi, chơi luôn. Mình sẽ chơi thử nha. Mình sẽ có thể phát ảo không? Ồ, mình ở đây. Mà cái đít nó ở đâu à? Ồ, đít ở mất dưới đây. Ủa, phải đít đâu? Bây giờ mình sẽ nhảy nha. Ủa? Sao mình nó cứ ngược ngược hay sao? Như nó cứ ngược ngược. Ừ, hình như ngược rồi các bạn. Mình muốn chơi lại cơ. Ừ, sao nó khó vậy ta? Có một cái miếng gì? Tàn hình ạ. Ủa? Vậy là, ừ, có bạn nào giống mình vậy ta? Tóc Ben rồi mà thế. Y chang, có khác mỗi cọng tóc. Các bạn đó màu xanh. Bây giờ mình sẽ thử thách từ cái chỗ về đất đến chỗ xuất phát. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây luôn. No, oh no, không được. Ủa, cái số gì bự vậy? Bạn này hàng 2 triệu mấy luôn. 2.329.000. Sao vậy ta? Oh no. Mình bị gì vậy? Nghiêm túc, mình sẽ nghiêm túc mà. Có gì nữa? Mình sẽ lấy xe làm đi. Ôi, cục đá nè. Ấy, đá. Cấp. Bụp. Úp. Úp. Mình sẽ đi đào đá. Bụm. Ô, một quả đá. Phải nồi. Con chuồn chuồn kìa các bạn. Ơi, sao thấy cái đây nó to sao ạ? Đứng lên cục đá bị không to. Ủa sao ở trong này nó có là cục con rậm đen ta? Ô, một quạng đồng. Mình sẽ bắt con chuồn chuồn này luôn nha. Đâu cái ở đây. Bắt. Kết thúc clip chưa? Chưa. Còn đang đi bắt chuồn chuồn. Ơi, chết che chuồn chuồn bay hả? Bay chuồn chuồn rồi các bạn. Buồn quá. Cái chỗ bán xe đúng không? Đi vô mình mua xe. Phé tiền ổng. Phế thì ông ba này. Wow, sang trọng thế. Bao nhiêu tiền này? 27.000. Mà mình có 18.000 à? Thì xấu á. Cũng xấu luôn chứ. 400 kim cương. Mà xấu. Không thích. Chiếc xe này rẻ nè. 100 kim cương. Xấu quá. Mình cũng thích. Xe đây hơi sang trọng nhưng mà hơi cũ. 1.3.000. Cũng rẻ. Mà mình không thích.
Thì này, ok thích nè. Ok được. 54.000 luôn. 540.000 luôn. Cái này về bây, vô qua. Xe chắc siêu rẻ mà không thích. 540 kim cương mà mình từng rẻ hả? Chắc xe đi xịn lắm.